Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, sinh năm 1912 tại Hà Nội, ông tốt nghiệp khóa năm Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương từ năm 1929 đến năm 1934. Ra trường, ông vừa sáng tác vừa dạy vẽ ở Hà Nội và Huế. Thời kỳ này, ngoài vẽ tranh thì Nguyễn Đỗ Cung là họa sĩ hiếm hoi đã sớm viết nhiều bài phê bình mỹ thuật sâu sắc như tranh vẽ bằng sơn ta, những sự cải cách của trường Mỹ thuật Đông Dương, cái hiếm có đáng quý không? Năm 1940 Nguyễn Đỗ Cung quyết tâm sang Nhật để tìm hiểu về các trào lưu hội họa ở xứ sở hoa Anh Đào, đặc biệt là nghệ thuật Sơn Mài. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, ông đã có mặt một cách nhanh chóng trong những ngày Hà Nội chào mừng ngày lễ độc lập, tự do. Ông là người yêu nước và rất tích cực tham gia các hoạt động cách mạng. Ông là đại biểu quốc hội khóa y, hoạt động trong hội văn hóa cứu quốc, vẽ tranh cổ động mẫu tiền giấy. Khi toàn quốc tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai, Ông tham gia đoàn quân Nam tiến năm 1947, ông là chủ tịch liên đoàn văn hóa kháng chiến của liên khu 5. Lớp hội họa kháng chiến liên khu 5 do Nguyễn Đỗ Cung trực tiếp đào tạo đều trưởng thành, phát triển, trở thành những cán bộ cốt cán của nền mỹ thuật Việt Nam và là những nghệ sĩ nổi tiếng như Đường Ngọc Cảnh, Nguyễn Thế Vinh, Trương Qua, Hồ Quảng, Vũ Trung Lương. Nguyễn Đỗ Cung là một họa sĩ thành danh từ rất sớm, ông để lại nhiều sáng tác nổi tiếng và là một nhà nghiên cứu mỹ thuật tài ba biên bắc một trí thức rất nhân hậu khiêm tốn ông đi nhiều vẽ nhiều từ cổng thành huế du kích la hai người vệ quốc quân nam tiến cảnh tiêu thổ kháng chiến chân dung bắc hồ hay những công nhân cơ khí trong tan ca mời chị em đi dự họp để thi thợ giỏi bằng cách vẽ vững vàng dứt khoát mảng màu và đường nét những tác phẩm của nguyễn đỗ cung đã thể hiện được nét đẹp của tư duy nghệ thuật bằng cá tính và tài năng đỉnh cao của nghệ thuật ông đã để lại nhiều tác phẩm rất nổi tiếng trong nghệ thuật Việt Nam thế kỷ 20 tiêu biểu như Du kích là hai tập bắn, Cổng làng, Cổng thành Huế, Tranh bìa cho tập Xuân Thu Nhã Tập, Từ Hải và rất nhiều minh họa độc đáo trên các báo, phong hóa, ngày nay, nhất là Trung Bắc Chủ Nhật. Trong con mắt của giới phê bình mỹ thuật, ông là người họa sĩ không bao giờ chịu bó hẹp phong cách mà luôn thích khám phá, thể nghiệm các trường phái hội họa mới của phương Tây như lập thể, trừu tượng, ông vẽ không nhiều, nhưng mỗi tác phẩm lại là một công trình lớn đánh dấu bước tiến dài với từng khuynh hướng hội họa nguyễn đỗ cung luôn đi tìm những thứ mới mẻ trong hội họa có tư tưởng cách tân mạnh mẽ nhưng bên cạnh đó ông lại dành tình yêu lớn cho những vốn cổ của nền mỹ thuật truyền thống đó là hai mặt đối lập trong con người nghệ sĩ của ông họa sĩ nguyễn tư nghiêm đã từng nói rằng tô ngọc vân là người đã dạy cho tôi về mỹ thuật thẩm mỹ hiện đại của phương tây còn người dạy cho tôi biết yêu mỹ thuật truyền thống chính là nguyễn đỗ cung khi còn là sinh viên trường cao đẳng mỹ thuật đông dương nguyễn đỗ cung vẫn thường lui tới các ngôi chùa đền miếu ngồi say sưa hàng giờ vẽ lại tỉ mỉ từng chi tiết trang trí trong suốt thời gian dài ông tự mây mò tìm hiểu về nền mỹ thuật của từng triều đại lý trần lê nguyễn đưa ra những bản tổng hợp mang tính chất nghiên cứu có hệ thống dù luôn không nhận mình là nhà nghiên cứu nhưng không thể phủ nhận nguyễn độ cung là người có công đặt nền móng cho việc nghiên cứu mỹ thuật cổ trong thời kỳ mỹ thuật hiện đại sau khi hòa bình lập lại ở miền bắc họa sĩ nguyễn độ cung nhận trách nhiệm lãnh đạo viện mỹ thuật và sau đó là xây dựng bảo tàng mỹ thuật việt nam với ông trong sáng tác hay trên những cương vị công tác cũng chỉ là cách ông cống hiến cho đất nước và nhân dân tuy chỉ làm nhiệm vụ trong khoảng thời gian không quá dài nhưng ông luôn được nhắc đến như người có công đầu trong việc tạo dựng nên viện mỹ thuật cũng như bảo tàng mỹ thuật việt nam và hơn nữa là công việc giữ gìn nền mỹ thuật Việt Nam. Trải qua bao thăng trầm trong cuộc đời làm nghệ thuật, họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung là một trong tám bậc thầy hội họa Việt Nam đã vinh dự được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt một. Danh hiệu cao quý này là sự đánh giá đúng đắn những đóng góp to lớn của Nguyễn Đỗ Cung trong sự nghiệp sáng tác, nghiên cứu, đào tạo đội ngũ những họa sĩ và người nghiên cứu mỹ thuật cho đất nước.